Dạ em chào cả nhà. Ủa, em chào chị. Chào con. Em là Ngân, nhân viên tư vấn tiệc cưới cho nhà mình ạ. Dễ thương quá, dễ thương quá. Dạ em cảm ơn ạ. Con của cô là muốn là đãi 1000 bàn hả con? Ngàn khách. Con thấy nha, nếu mà một bàn 10 người thì mình làm 10 món luôn đi. Số 10 cho nó đẹp anh ha. Con báo giá cho cô luôn nha. Đúng rồi. Là báo giá một bàn trước nha. Một bàn 300 triệu. Chào mừng quý vị khán giả đang cùng đến với chương trình Một giờ hoán đổi. Chương trình được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos. Mong rằng sẽ nhận được thật nhiều tình yêu thương của quý vị khán giả. Thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta đó là nghề Wedding Planner, nghĩa là những người tổ chức tiệc cưới dành cho các đôi trẻ yêu nhau. Và để cho sự kiện trọng đại này diễn ra được thành công tốt đẹp thì chắc chắn là sự đóng góp rất nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt, tâm lực, trí lực. Vậy thì ngày hôm nay, tiến sĩ Tô Nhi A và chuyên gia của chương trình sẽ nói gì? Xin mời quý vị sẽ cùng chào đón tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Dạ, đang đám cưới. Chị Bảo và Hồng đang đám cưới. Đã định đi ăn đám cưới, nhưng thấy có vẻ trong cái một cái đám cưới, nó có một cái phần việc nó đặc biệt hơn. Cho nên mình quyết định bẻ lái rất gắt. Thực ra ngày hôm nay là cũng biết là chúng ta sẽ được gặp một bạn đến từ một cái nghề mà Trinh vừa mới nói với quý vị khán giả là tổ chức tiệc cưới. Cho nên mặc cái này cho nó ra vẻ đám cưới thôi. Em thấy chị đầu tư nha, vàng dòng mã não rồi kim cương xong rồi còn ở dưới quê nữa. Á, mấy dì mấy mợ mà đi ăn đám cưới là quê mình miền Tây đó, cho nên là vàng là quất lên cả khúc. Đó. Cái sung sính em cũng mê quá, tự nhiên là không có quen biết mà cũng muốn vô ăn cưới chung. Tại vì mình thấy đó cái dịp vui mà ai cũng trang hòa. Vậy thì để mà mọi người được trang hòa như vậy thì ở đằng sau lưng ekip thực hiện để chọn món xong rồi trang trí rồi xong rồi phục vụ cho tất cả mọi người sẽ phải đối diện với những khó khăn gì, và chúng ta làm sao để có thể giải quyết những vấn đề đó để phát triển trong công việc của mình. Xin mời mọi người gặp gỡ chuyên gia tổ chức tiệc cưới, đó là anh Vũ Phi Điệp. Xin mời anh Phi Điệp ạ. Xin chào anh Phi Điệp, đây là chị Tô Nhi A, em là Hà Trinh ạ. Dạ, đây là lần đầu tiên anh đến với Một giờ hoán đổi, anh thấy có hồi hộp không? Nói chung là cũng tương đối hồi hộp, nhưng mà lần trước anh cũng đã từng tham gia một cái chương trình cũng liên quan đến cái chủ đề về những cái người làm nghề tiệc cưới rồi. Có kinh nghiệm thì mình thấy thoải mái hơn phải không? Đã được có một kinh nghiệm một lần rồi. Vậy thì cái sự hồi hộp của cái việc mà mình đứng trên sân khấu, đứng trước máy quay, so với cái sự hồi hộp của cái việc là phải tiếp một khách hàng mà họ đưa ra rất là nhiều yêu cầu, là phải lễ này lễ kia, chi tiết này chi tiết nọ, thì cái nào làm mình căng thẳng hơn? Em nghĩ là cái này đấy. Cái này là cái đơn lớn hả? Tại vì không, tại vì cái này là vì người ta mới tham gia một hai lần, còn cái kia là chuyên gia rồi. Chuyên gia rồi nó khác. Đó, chị mới có gợi mở chút xíu mới thấy là mình thấy khó nhưng mà người ta nghĩ rằng là đều có thể khắc phục. Đúng không ạ? Vậy thì làm sao mà anh Vũ Phi Điệp cùng với các cộng sự của mình có thể vượt qua hết tất cả những thứ mà chúng ta cho rằng là khó ơi là khó đó. Xin mời quý vị sẽ cùng đến với chuyên mục tiếp theo mang tên Góc nhìn. Chào mừng quý vị đang cùng đến với chuyên mục đầu tiên mang tên Góc nhìn. Và ở đây chúng ta sẽ chia sẻ cùng anh Vũ Phi Điệp và tiến sĩ Tô Nhi A về nghề tổ chức tiệc cưới. Xem thì có vẻ là cũng phức tạp, nhưng mà thấy anh Điệp nói cũng đơn giản mà, phải không anh? Đơn giản, thí dụ anh kể sơ sơ, mình muốn tổ chức một cái đám cưới bình thường tầm 300 khách đi, thì mình phải có những cái gạch đầu dòng gì để hoàn thành danh sách đó ạ? Nói chung để mà tổ chức một cái tiệc cưới thì nếu mà nói là gạch đầu dòng đầy đủ ấy, thì nó có rất là nhiều. Nhưng mà về cơ bản đi, gọi là mình gọi là bóc tách những cái hạng mục lớn chính ấy, cái phần việc liên quan đến anh, tức là gọi là một wedding planner, là một người tổ chức tiệc cưới, thì là tức là nó sẽ tổng thể rất là nhiều việc, từ cái phần việc gọi là lên một cái chương trình như nào cho nó phù hợp này, rồi sẽ làm ở đâu, rồi là cũng dẫn cô dâu chú rể đi các cái địa điểm nhà hàng để tìm cái nhà hàng nào phù hợp nhất với cái nhu cầu, dựa trên cái khả năng chi trả thì mình sẽ cân đối xem là cái việc từ cái việc trang trí tổ chức, làm trang trí ở nhà hàng, làm trang trí ở nhà, tổ chức cái lễ gia tiên, quay phim chụp hình ở đâu, trang trí trang điểm make up ở đâu, rồi là thuê váy cưới,
Đấy thì nó có rất là nhiều việc đấy, thậm chí cả đến nhẫn cưới hoặc là trang sức cưới. Sao em nghe nhức đầu á, nếu mà một mình em làm á, chắc là em làm cả năm á, em cũng chưa làm xong á chị Tô nha. Có khi nào quạo quá mình nghỉ cưới luôn không? Mình cọc với nhau xong rồi hay chọc lục đục luôn. Chị đã từng thấy cái chuyện đó nha. Thế là mình đã từng thấy cái sự cọc và quạo đó của một đôi bạn trẻ. Khi mà các bạn tự mình, lúc đó là không có thông qua một cái dịch vụ nào hết, khi phải tự mình làm từ đầu đến cuối một cái đám cưới. Nói chung là hai bạn cũng tự lập á, cho nên là, và hai bạn cũng lớn cho nên là thôi tự mình lo đúng giống như điệp đó, và thậm chí là do mình nhìn cạnh bên mình thấy là còn nhiều hơn những cái hạng mục nhỏ nhỏ. Xong và hai bạn đó, trời, giờ tôi hiểu tại sao mỗi người nên cưới một lần trong đời rồi. Mà cũng có lúc cả hai người cọc với quạo nhau theo kiểu như là, ủa thôi bây giờ bỏ luôn đi, thôi bỏ, kiểu như là giận nhau luôn á. Thật sự nó mệt lắm Trinh, nó nhiều cái. Em nghĩ là chắc chắn là phải cần một wedding planner, một đơn vị tổ chức tiệc cưới rồi, để giúp cho mình nó gặp ra 1.800 cái đầu dòng không tên đó và xử lý giúp mình, tiết kiệm thời gian cho mình để mình đầu tư cái đầu óc thoải mái cho cái ngày lung linh mà hạnh phúc nhất. Nhưng mà hỏi thiệt là khi mình bắt đầu có cái khái niệm wedding planner, tổ chức tiệc cưới đó, thì có bị dẫm chân với các nhà hàng không anh? Tại vì thời trước đã không có khái niệm này, người ta vẫn tổ chức ầm ầm ngoài nhà hàng bình thường. Thật ra là cái chuyện nhà hàng thì chỉ dừng lại ở nhà hàng thôi. Em hình dung đấy, tức là nhà hàng nó chỉ liên quan đến cái việc là em tổ chức cái ngày cưới ở để cho quan khách với cả tất cả bạn bè của mình ăn tiệc ở đấy thôi. Chứ còn nó còn ví dụ như là nếu mà nói về ở trong một cái tiệc cưới ấy, thì cái phần mà gọi là gần như là phần gọi là chính và cả cái nghi lễ chính ấy, thì nó là lễ gia tiên, đấy mới là cái ý nghĩa. Thật ra là khi sau khi em làm xong cái lễ gia tiên đấy thì đã coi như là trên danh nghĩa là đã là hai vợ chồng đã chính thức thành thân với nhau rồi. Còn cái việc ra nhà hàng nó chỉ là một cái gọi là hợp thức hóa cho bạn bè, cho quan khách với cả để đãi tiệc thôi. Cái yếu tố văn hóa trong cái lễ gia tiên, tại vì rõ ràng là như em nói cái phần đó nó rất là quan trọng. Thế thì cái người ở giữa là mình. Mình cung ứng dịch vụ. Thế thì bây giờ đã bao giờ các bạn gặp một cái khó khăn giữa cái kỳ kèo giữa nhà trai và nhà gái là không, tôi muốn cái lễ nó phải như vậy, phải như thế, hoặc là cái văn hóa giữa các miền trong cái việc mà các bạn buộc phải thực hiện cái lễ gia tiên này, thì các bạn thấy có cái khó nào đó dành cho các bạn không? Cái câu hỏi đấy cho chị thì nói là có hai cái ý nhá. Tức là nếu mà về cái việc gọi là giống như chị nói là lễ, tức là cái giống như gọi gần như gọi là thách cưới giữa hai nhà ấy, hoặc là kiểu đưa ra những yêu cầu là phải thế này thế kia ấy, thì thật ra cái chuyện đấy thì trước đến nay thì nó vẫn là một cái chuyện cũng tương đối bình thường thôi. Nhà gái đưa ra thế nào thì nhà trai cũng làm thế, hoặc thậm chí là nhà gái cũng tế nhị thì bảo là thôi nhà mình cứ thấy thế nào tiện thì làm, hoặc là cứ ra các đơn vị tư vấn nào thì mình làm thế thôi, chứ cũng không phải yêu cầu cao gì. Nhưng mà với những gia đình mà thường em thấy gọi là cái thách cưới nó sẽ nặng nề hơn ở những gia đình gọi là có điều kiện một chút và muốn gọi là nhiều khi là gọi là muốn thể hiện một chút đấy thì cái chuyện đấy nó sẽ nặng nề hơn một chút và nó sẽ mang tính chất là cũng muốn phải thế này thế kia, tức là giống như người ta gọi là muốn mát mặt gia đình nhà người ta đấy. Khi mà nói về việc cưới xin á, rất là quan trọng, và đặc biệt là có những người có tâm như là anh Điệp đây thì chắc chắn là cô dâu chú rể cũng rất là an tâm. Và hôm nay á, cũng với một sức hút của nghề wedding planner là nghề tổ chức tiệc cưới á, thì có một bạn tên là Hoàng Ngân đó quý vị. Bạn ấy cũng tò mò lắm, không biết là nghề này sao, nhưng mà trước mắt thì thấy bạn này có nhiều hiềm khích với nghề lắm. Nên bây giờ xin mời mọi người sẽ cùng lắng nghe tâm sự của bạn Hoàng Ngân nhé. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Mình tên là Hoàng Ngân, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Mình thấy thì trước đây á, một lễ cưới được tổ chức tại nhà rất là rẻ và rất là đơn giản. Nhưng mà bây giờ thì có rất nhiều công ty tổ chức tiệc cưới. Thì những công ty tổ chức tiệc cưới đó, mình có cảm giác là người ta đang thêm cái này, thêm cái kia để lấy tiền của những người mà đang đám cưới á. Ví dụ như là thêm hoa tươi 100%, rồi thêm ca sĩ nổi tiếng, rồi thêm rất là nhiều luôn. Rồi sau khi mà lễ cưới hoàn thành, cô dâu và chú rể và cả gia đình cô dâu chú rể phải trả một cái bill khổng lồ, một cái số tiền khổng lồ luôn. Và thông qua chương trình Một Giờ Hoán Đổi thì em muốn trở thành một nhân viên tổ chức tiệc cưới để biết được các quy trình và những khó khăn hay là những khúc mắc gì trong cái nghề này. Dạ, đó là bạn Hoàng Ngân ạ. Bạn cũng có cảm giác là giống như nghề này á, người ta sinh ra là để đẻ thêm một số gạch đầu dòng để kiếm thêm một chút chi phí. Chứ việc mà mua trầu cau, thì mình ra chợ mình mua 1 triệu là hết tất cả. Nhưng mà tại sao trong cái danh sách lại có thể là kê ra thêm là 1,5 triệu, rồi hai cặp đèn hoặc là mướn cái ghế cũng rẻ mà. Sao bây giờ mình bỏ thêm cái màu hồng vô cái nó thành 2 triệu chẳng hạn. Thì đôi khi người ta cũng có cảm giác rằng là cái này không cần thiết, tự mình làm được hết mà. Tại sao mình phải nhờ một bên wedding planner, rồi sau đó người ta cho thêm ý tưởng này, người ta tư vấn thêm cái dịch vụ kia. Và cái tiền mà mình phải trả đôi khi gấp đôi, gấp ba sau cái chi phí dự trù, gọi là cái chi phí gốc. Thì anh có cảm thấy điều này là bất hợp lý không? Thật ra cái chuyện hợp lý không ấy, thật ra nếu mà nói câu chuyện này ấy, thì thật ra nó
nó cũng giống như là những cái một số những cái dịch vụ khác thôi. Nó gọi là anh gọi là tức là cái dịch vụ của anh là đang làm là nó là thuộc lại phân khúc cao cấp để dành cho đối tượng gọi là cũng nói thẳng ra là có tiền và nhiều tiền. Đấy thì anh nói nó y như việc là ví dụ như em là con gái thì em sẽ thích một cái túi ví dụ như LV đúng không? Sao so với cái việc là em mua một cái túi da bình thường hoặc một cái thương hiệu của trong nước thì tại sao em phải bỏ tiền ra em mua một cái túi như thế? Đúng không? Mặc dù là cũng da thế. Nhiều khi màu sắc hoặc là cái kiểu dáng thiết kế em cũng anh nghĩ là nó cũng không khác nhau quá nhiều. Hoặc thậm chí là em có thể đặt một cái đơn vị làm ra handmade để người ta có đặt một cái túi thậm chí theo thiết kế của em y hoàn toàn theo cái mong muốn của em. Nhưng tại sao em vẫn phải mua một cái thiết kế mà người ta vẫn là làm để gọi là đại trà thôi. Tức là không phải quá đại trà nhưng mà gắn cái mác thương hiệu cao cấp vào. Nhưng cái giá nó thậm chí là gấp đến cả trăm lần đúng không? Thì đấy rõ ràng mình thấy đấy là phục vụ một cái phân khúc khách hàng là người ta cần tìm đến những cái thương hiệu để mà làm. Thật ra là anh thấy cái việc mà mua một cái túi ấy, nhiều khi nó còn đấy chỉ là cái sở thích cá nhân thôi. Chứ còn cái việc mà cái lễ cưới của em ấy, cả đời nó có một lần ấy, với những cái gia đình bình thường ấy, nó cũng là một chuyện rất bình thường và nó rất nhẹ nhàng. Nhưng mà với một cái gia đình mà có điều kiện, người ta kinh doanh, người ta lúc đấy thật ra đối với người ta ấy, nó không còn là một cái lễ cưới đơn thuần nữa. Yeah. Mà lúc đấy nó là nhiều khi nó còn là yeah. quan hệ, là tiếp đãi đối tác, là thể hiện cái gọi là cái gia thế của người ta, thể hiện cái sự là tức là nhà người ta là một cái nhà như nào, kinh doanh như nào. Thì ra nhiều khi cái đấy nó là một cái nó không còn lễ cưới đơn thuần nữa. Dạ. Mà nó giống như một cái dịp lễ. Em nghĩ rằng đó là một cái sự vừa sức. Nếu như mình cảm thấy cần thiết hoặc là cảm thấy đó là một đấy, cái việc sang sẻ phù hợp với phân khúc của mình rồi, thì mình rồi. Có thể liên hệ. Và khi đã liên hệ rồi thì mình nên tin tưởng và không nên xét nét vào cái việc tại sao đúng cái rồi. Chi phí phát sinh nó lại cao như thế hoặc đúng là rồi. Tại sao cái số phần trăm này lại nhảy lên 20-30% so với giá gốc thị trường. Dạ. Thực ra chị nghĩ là nó có lý do. Có nghĩa là dù cho nó ở phân khúc nào đi chăng nữa thì việc mà bạn ví dụ bạn tự đi ra chợ lớn, chị đi ngang chợ lớn chị thấy người ta làm trầu cau quá trời luôn á. Đi bạn đi ngang chợ lớn bạn hốt buồn cần câu về 1 triệu giống như Trinh nói, so với cái việc là tôi phải thông qua một cái bạn làm về tổ chức tiệc cưới và cái mâm trầu cau đó lúc này nó lên 2,5 triệu. Có nghĩa là có thể lên 1,5 triệu. Nó vẫn hợp lý dù cho không ở thuộc cái phân khúc khách hàng cao cấp. Bởi vì đơn giản thôi. Bạn chỉ cần nói với người ta là em cần mâm trầu cau. Và sau đó toàn bộ thời gian tâm trí của bạn, bạn dành cho chuyện khác. Nhưng mà cái người kia người ta nhận cái trách nhiệm đó thì cái tiền đó là tiền công. Dĩ nhiên là cái chuyện mắc rẻ là mỗi người sẽ định giá. Đúng nhưng rồi. Chắc chắn là nó không thể bằng với cái giá bạn tự đi mua. Tại vì nếu như bạn tự đi mua, bạn tốn thêm khoảng thời gian. Bạn tốn thêm sự trăn trở, bạn tốn thêm cái việc là đi lùng mua mà bạn không phải là chuyên gia thì chắc chắn có thể là bạn bị mua lầm nữa. Đúng rồi. Nhưng mà cái người mà 1 năm 12 tháng đi mua trầu cao hết 360 lần, nó sẽ rất là khác với một người 30 năm đi mua trầu cao 1 lần. Như vậy thì ở đây cái phí đó là cái phí mà nó không hề vô lý. Có nghĩa là chúng ta đừng nói rằng, ủa tại sao phải bỏ thêm tiền trong khi tôi cũng tự đi mua được thì bạn tự đi mua đi. Bạn tự đi mua thì bạn tốn thêm 4 tiếng đồng hồ. Trong khi đó bây giờ bạn bỏ ra một khoản tiền thì mình nghĩ rằng nó vẫn là một cái sự công bằng. Giữa một bên cung ứng dịch vụ và một bên là có nhu cầu. Vậy thôi. Yeah. Rất là công bằng mà nói thì mình thấy rằng là ai có nhu cầu thì người đó sẽ liên hệ. Còn wedding planner thì mình sẽ cố gắng làm sao để có một cái danh sách phù hợp nhất và hài lòng nhất. Đúng mình rồi. Cũng phải nghiệm thu phải không anh? Đúng rồi, Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ liên hệ với Hoàng Ngân xem là bạn ấy có còn suy nghĩ như vậy không? Chốc lát nữa thì Ngân sẽ phải tham gia một thử thách của chương trình để hoán đổi vị trí cùng với các anh chị tổ chức tiệc cưới để hiểu thêm về nỗi khổ của họ. Và trước khi đến với thử thách này xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nghỉ lao trong ít phút nha. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với 1 giờ hoán đổi. Sau đây sẽ là thử thách dành cho Hoàng Ngân mang tên thử thách 1 giờ hoán đổi. Và Hoàng Ngân sẽ phải vào vai một người tổ chức tiệc cưới chuyên nghiệp, wedding planner. Và bạn ấy sẽ gặp rất nhiều những tình huống thường thấy như chị Tô Nha bảo là mỗi ngày đều gặp của những chuyên gia. Và bạn ấy sẽ phải ứng xử như thế nào với tư duy của một người thương. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi thử thách của Hoàng Ngân nhé. Xin mời ạ. Mẹ nè, mẹ nhắc hai đứa nha. Mẹ nghiêm cấm hai đứa là gia đình mình dù cho có giàu có hay như thế nào đi chăng nữa cũng không được khoe của, nghe chưa? Mẹ không thích như vậy, nghe chưa? Mẹ không thích hai đứa như vậy một chút nào cả. Dạ, con biết rồi. Bởi vậy con biết tánh của mẹ cho nên là con mới đeo có nhiêu đây thôi á. Dạ, em chào cả nhà. Ủa, em chào chị. Chào con. Em là Ngân, nhân viên tư vấn tiệc cưới cho nhà mình ạ. Dễ thương quá, dễ thương quá. Nhìn chị xinh quá Dạ em cảm ơn ạ. Thì cô có nói với con là muốn tư vấn tiệc cưới thì mình tư vấn ngày nào ạ? Mẹ
Sao vậy con? Qua đây con nói nghe. À, thường những cái khâu giống như vậy thì anh Điệp sẽ tự tổ chức hay là liên hệ nhà hàng hả? Cái phần đi ra nhà hàng ấy thì anh sẽ dẫn khách hàng đi cùng để ra nhà hàng để cùng trao đổi với cả bên nhà hàng để thống nhất với các cái này cùng họ. Chứ mình bắt cầu thôi đúng không? Nhiều khi là tức là khi mà ở cái vai trò wedding planner ấy, tức là giống như là gọi là người gọi là trợ lý và hỗ trợ cô dâu để toàn bộ. Tức là bất cứ có cái thắc mắc gì, có cái khó khăn gì thì mình đều thay mặt và đều hỗ trợ cô dâu chú rể. Nhiều khi là ví dụ những cái việc đi đặt này là dựa trên cái nhu cầu khách ấy, thì bên em sẽ đặt hộ khách hàng luôn. Ví dụ sẽ book hộ khách luôn về sảnh tiệc, về số mâm các thứ thôi. Còn hợp đồng ký các thứ thì là sẽ ký dưới tên của em luôn, tên công ty em luôn. Đúng rồi, cũng được á ha. Cha nói chuyện đây. Thì bây giờ đó, bây giờ thì theo như là ý hai con của cô á, thì bây giờ là hai con của cô là muốn là đãi 1000 bàn hả con? Ngàn khách. Bây giờ thôi chắc là mình cũng để hỏi giá như thế nào. Dạ, đúng rồi. Thì mình mới biết mình đặt chứ. Mình con chưa lên món mà. Để con lên món cái đã. Rồi, con thấy nha, nếu mà một bàn 10 người thì mình làm 10 món luôn đi. Số 10 cho nó đẹp anh ha. Con nghĩ nha, cái món đầu thì nên cho là thường thường mình ăn nhẹ xuống tầm đầu đi. Kêu sụn tầm đầu. Sụn tầm là cái gì? Nhưng mà theo order ở đây á, em có cảm giác là tới 10 món ăn lận. Đúng rồi. Yeah. Yêu cầu khách hàng như vậy có hợp lý không anh? Nếu mà 10 món ăn dài như vậy thì cái này là tại vì nó là tiểu phẩm thì anh nghĩ là cái chuyện hợp lý không thì mình chưa bàn đến. Nhưng mà còn trên thực tế thì cái chuyện đấy là bình thường mà. Thực tế là bình thường và là tiểu phẩm cũng đi từ đời mà ra thôi. Dạ. Sốc gì cả. Nói chung đấy là nó sẽ tùy thuộc vào mỗi gia đình. Cái chuyện đấy nó sẽ không có cái nào là tiêu chuẩn đâu. Và việc của mình là sẽ đáp ứng cái yêu cầu đấy. Mình sẽ không phán xét cái yêu cầu của khách hàng. Đặc biệt là những bên như bên em làm cao cấp thì nhu cầu của nó sẽ thay đổi kiểu đúng. Tức là nó sẽ không có một cái tiêu chuẩn gì hết. Yeah. Giống như là ăn chay không ăn chay, ăn chay mà không ăn nấm. Ăn nấm nhưng mà hả sắc nhỏ ra. Đúng không ạ? Ăn nấm nhưng mà để nguyên. Ví dụ như ăn ướt mà lấy hộp. Món này mình đặt theo ý của má đi, má khoái miền Tây. Đúng rồi, đúng rồi. Mình đặt món tiếp theo là mắm bò hóc. Nhưng mà mắm bò hóc giác vàng. Mắm bò hóc giác vàng? Giác vàng, ừ. Mắm bò hóc mình trưng lên xong mình giác một lớp vàng ở trên giòm nó đẹp lắm. Mắm bò hóc quê mình mà tự nhiên giác miếng vàng lên là tự nhiên nó sẽ ở được một cái đẳng cấp khác. Đẳng cấp liền. Dạ. Mình tính vàng bao nhiêu chỉ à? Hả? Bao nhiêu chỉ hay mình tính một lượng luôn à? Cái đó tính theo thì ai biết theo đâu phần tùy theo phần thôi. Tùy bên con đi ha. Dạ. Rồi, đơn giản hay sơ sơ vậy thôi. Một phần ăn nó vậy thôi. Còn la xét con la xét. La xét mình ăn gì cho nó đơn giản. Mình ăn nho ruby đi. Cái nho mà một chùm 9 triệu á. Mỗi một chùm là 1000 khách là 1000 chùm nha. Dạ. Rồi. Chị nhớ cái đó chị phải đặt trước nha. Như vậy chị thì cái giá cái giá sao? Đúng rồi con, đúng quan rồi. Trọng là cái giá. Là tuyệt đơn cái con báo giá cho cô luôn nha. Đúng rồi. Là đúng báo rồi. Giá một bàn trước nha. Một bàn 300 triệu. Con. Không có gì cả. Tại vì hai đứa con của bác nó vậy thôi. Dạ, nhưng mà đối với bác thì không sao cả. Hồi nãy con nói nhiêu? Dạ, một bàn như vậy 300 triệu đúng không? Dạ. Bác chốt luôn. Một bàn 3 triệu. Một bàn 3 triệu. Nhà mình muốn đặt một bàn 3 triệu đúng không ạ? Đó bây giờ là mới là xác nhận lại nếu mà muốn cái giá đó thì như thế nào, em thấy cái này cũng khéo léo nha. Vậy làm sao anh, nếu mà người ta muốn món ngon mà giá phải chăng và cơ bản thì mình phải làm sao anh hả? Không, nhưng mà tất nhiên là đấy thì anh cũng nói thêm là cái này nó cũng là vui vui ấy. Thì tất nhiên là em nhìn thấy cái giá nó chênh lệch nhau 100 lần đấy thì tất nhiên là không bao giờ có cái chuyện đấy đúng không? Sau khi người ta hỏi dịch vụ xong ấy, người ta bảo là bớt đến khoảng 50% giá trị thì cũng là cái chuyện đã nghe thấy rồi. Đấy và đấy đối với anh như thế cũng đã là tức là rất là quá đáng rồi. Vậy là bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ cảm thấy là không chấp nhận và không thể nào mà lập kèo được. Thật ra đối với anh mà nói ấy, thì thật ra là cái mức để mà có thể du di ấy, nó chỉ trong khoảng 10% thôi. Yeah. Đến cùng lắm là 15%. Giống như trong cái buổi tiệc đó của em á, nó bên mình có nước sao? Bia bọt sao? Dạ mình có hỗ trợ thêm nước ngọt ạ. Phi hả chị? Phi hả? Dạ miễn phí nước ngọt. Tâm lý khách hàng free là thích lắm. Mấy cái gọi là miễn phí để mà xuyên suốt ngày hôm đó không bị tính chai, tính phí thêm á.
đỡ lắc nhắc khúc cuối á, người ta thích lắm. Đúng rồi, chọn gói. Thế Hà sẽ thích chọn gói. Nhưng mà bia thì bắt hơn, mà người ta cũng thật sự là cũng hay đổ thêm á. Bên mình có tính mấy cái gói miễn phí luôn, bia rượu mà không, đấy thì anh nói là đấy là về phần bên nhà hàng mà. Anh là bên tổ chức thì nó sẽ cái phần việc của anh nhiều hơn vào cái việc trang trí tổ chức chương trình. Đấy, rồi là các cái phần liên quan với các bên khác nữa. Lẽ giờ làm bạn áo dài ra trên này người ta cười mình chết á. Sorry chứ. Sorry chứ. Đúng rồi. Mà sorry chưa có mày. Giờ mai sao kịp? Em nghĩ là ở bên này có. Có không? Dạ bên chị có sale mà. Đó thấy chưa? Bên em dịch vụ chọn gói ạ. Vậy chọn quá tốt. Vậy là được tặng. Vậy là em đãi 100 bàn, vậy là em sẽ có 100 cái sale hả? Dạ không chị, chị đặt bao nhiêu thì bên em có bấy nhiêu cho chị ạ. Bên em có cái mức giá, từng mức giá là set sale này 5 triệu, sale kia 7 triệu thì tùy chị chọn ạ. Ủa? Mình có thể chọn một trong hai hoặc là mình cả chọn cả hai ạ. Ủa? Là sare phải tính thêm tiền hả? Dạ nãy giờ là mình đang bàn đồ ăn, tiệc, bàn tiệc thôi chứ mình chưa có tính tới sare. Chưa tính cộng hoa luôn. Tôi thấy mấy cái nhà hàng khác là thường thường là người ta tặng mà. Ừ, ta tặng á. Một bữa tiệc vậy ít nhất người ta tặng hai cái á. Đúng rồi con, tặng nhiều lắm con. Tặng vậy nhiều khi khách hàng ta mới vui vẻ đó. Dạ đúng rồi, đặt 1.000 bàn á thì tụi con tặng được 1.000 bàn. Còn cái này 100 bàn nên bên công ty con chưa có tặng được cái phần đó đó con. 100 bàn mà bàn 3 triệu đồng bạc là một tới 300 triệu quá lớn lắm á. Nếu tiền mòn móng tay luôn á. Đó. Nhưng mà tất cả các chi phí á, chi phí cho nhà hàng, chi phí cho nhân viên, chi phí tôi nhiều chi lắm á. Chi phí gì đâu, cũng bày tiệc ra nấu miếng đồ ăn rồi xong để bàn xong lấy 3 triệu đồng bạc. Đúng rồi con. Đúng rồi. Thì tại vì thật ra nó có một cái câu mà ai cũng biết ấy, là tiền nào của đấy thì câu đấy không bao giờ sai. Khi mà em nói ví dụ là số tiền nhiều, ví dụ chị có thể đến bỏ đến cả 1 tỷ để tổ chức một cái tiệc cưới và cho cái phần trang trí hoa các thứ thì nó giống như là nó hơi ảo chị hình dung không? Đúng. Tại vì đâu bởi vì nó là dịch vụ và đến thời điểm đó nó mới xuất hiện, cho nên cái việc gọi là thẩm định, nghiệm thu, thanh lý hợp đồng nó sẽ đến ở phía sau. Đấy. Hồi nãy giờ anh chị đã đồng ý chưa? Không hề. Ờ sao vậy anh chị? Ví dụ như về phần món ăn thì coi như là cũng coi như tạm xong đi. Còn mà về cái phần mà như là trong buổi tiệc á, giống như là giờ tôi muốn thêm sare nè, bên chị nói là sare là phải mướn thêm tiền. Nãy giờ xin gì cũng cho. Đúng rồi, nãy giờ ý là mới hỏi tới sare chưa hỏi tới quay phim chụp hình đó. Rồi bây giờ con sân khấu thì sao? Bác có ý kiến vậy nè. Dạ. Bác là người lớn, bác không có nói hai lời, bác nói thiệt với con. Từ hồi nãy tới giờ bên bác có nhún nhường một bước đúng không? Đúng. Thì ít ra bên con á cũng phải nhún nhường lại một chút. Dạ. Bên bác đã chấp nhận với cái giá 3 triệu một bàn như vậy mà hồi nãy tới giờ bên con của bác rồi cũng xin không có tặng gì hết trơn. Em bia có tặng cũng không ngọt có đó chị. Dạ thôi bây giờ con cũng nói chung là lần đầu là gia đình mình tới với lại nhà hàng của con đến với công ty của con. Thì con có ý vậy được không nha? Có nghĩa là bây giờ gia đình mình đặt bao nhiêu bàn? 100 bàn. 100 bàn đúng 100 không? 100 bàn luôn. Rồi, vậy thì nước ngọt là con đã tặng hết rồi. Nếu như vậy thì sare thì con sẽ tặng cho một bộ luôn. Nhưng tặng với điều kiện với điều kiện là gia đình mình phải thanh toán tiền mặt cho con 80% trước. Ủa trời ơi, đâu ra được cái tiền mà tiền đặt cọc đó, là người ta đặt cọc 10%, 20%, quá lắm 30% thôi chứ. Nhưng mà cái sare của con là sare tới chắc cũng khoảng 10 triệu một cái lận đó. Trời, cái đó sao biết được con. Không, con nói thiệt, con rất là đảm bảo. Nếu như mà gia đình mình muốn nữa thì con hứa luôn, ngày hôm đó là con sẽ cho một vài em bé mặc đồ cô dâu chú rể đó lên rải bông rải hoa cho cô dâu chú rể, được không? Nhưng mà rải ở đâu? Rải trên sân khấu, trên lễ đường. Rồi sân khấu đâu? Hồi nãy giờ bên mình chưa nói sân khấu luôn. À, sân khấu thì là nằm trong cái gói đó luôn rồi. Trong gói 300 triệu không? Con tặng luôn. Tặng luôn. Con tặng luôn. Nhưng mà với điều kiện là phải thanh toán cho con trước 80%. Hay nếu mà thanh toán 80% thì gia đình tôi xin thêm một cái nữa được không? Sao? Quay phim chụp hình đó. Cho tôi cái gói quay phim chụp hình luôn, nguyên cái ba bum được không? Nếu có cái đó thì tôi thanh toán. Nếu như mà được á thì cho hai vợ chồng tôi đi chụp hình giáo ngoại luôn. Bây giờ tại vì cái này là tụi con cũng cân đo đong đếm kỹ rồi. Thì bây giờ con tính vậy coi gia đình mình chịu không nha. Tại vì hồi nãy tụi con cũng giảm giá cái phần áo rồi. Thì bây giờ quay phim chụp hình không ấy, bên con hỗ trợ tiền xe đi lại được không? Có bao giờ mà đang chuẩn bị tới hết tất cả các công đoạn mà khách đổi ý lật kèo quay xe không anh? Chuyện đấy bình thường mà em. Thật á? Chuyện đấy bình thường mà.
rồi người ta mất cọc không? Tức là mất cọc là chuyện hiển nhiên rồi, có phải bù thêm những chi phí mình đã trang trí trước không? Không thì đấy, thì thường nó đã ở vào trong phần cọc rồi mà. Thì sau khi mà nếu mà người ta không làm thì sẽ tính toán trên cái phần cọc để mình trừ đi những cái chi phí mình đã phải bỏ ra, mình đã phải chuẩn bị. Thì còn lại bao nhiêu thì người ta phải. Cái tầm ở chuyên gia là ở chỗ đó. Cái tầm ở chuyên gia người ta biết là cọc bao nhiêu là đủ, là yên tâm nha. Là không phải giỡn. Mình đồng ý thì có thể ký hợp đồng với con. Còn nếu như mà không đồng ý á thì con cũng xin lỗi gia đình, con cũng không có giảm được thêm nữa, tại vì có giới hạn của con rồi. Con nói thiệt, ở ngoài nãy giờ đâu có xin giảm đâu, người ta xin bên đó tặng. Nãy giờ bên đó đâu có tặng đâu, đã tặng rất là nhiều rồi. Thật ra là gia đình bên em là đã có tặng nước ngọt, bên em tặng luôn xà rê. Bây giờ giảm 30% tiền chụp hình nữa. Con thiệt đi ra ngoài kêu nha là hơi bị mắc luôn á. Cũng được chứ. Cũng được. Thì cũng được. Thấy cái chị này vô cái tự nhiên thấy đồng ý liền. Còn cái chị này hồi nãy giờ nhân viên chị coi lại nhân viên chị đi. Sao nhân viên gì mà kỳ quá, nói cái gì cũng không được. Cái gì cũng không được. Nhắc đó con. Dạ rồi, nếu mà bây giờ anh gia đình mình đồng ý rồi thì thôi con mời gia đình mình qua sảnh để mà làm hợp đồng luôn nha. Rồi. Vậy đây, vậy cho nó nhanh gọn mẹ. Dạ rồi. Gia đình, tại gia đình cũng không có gì ngoài điều kiện. Cái Tâm ơi, ra ký hợp đồng cho gia đình em ơi. Dạ có con bé nhân viên ở ngoài đó, anh chị ra gặp nó là nó sẽ làm thủ tục cho gia đình mình nha. Dạ rồi. Rồi. Đi con, gia ra đây ra đây. Quá. Dạ cảm ơn anh chị nhiều. Mai mốt mà khách hàng á mình cũng phải biết cân đo đong đếm, hiểu không? Dạ. Có nghĩa là cái gì á thì mình giảm được cho người ta, thật ra nó cũng nằm trong cái dự toán của công ty mình rồi, em giảm như vậy người ta sẽ vui, hiểu không? Còn nếu như mà khó quá cứ thể gọi cho chị. Dạ. Hiểu không? Chứ mình giữ khách hàng là khó lắm chứ không phải là dễ đâu. Rồi thấy làm cái này có khó không? Khó. Vâng ạ, đó là tình huống của bạn Hoàng Ngân. Thật ra thì những cái tình huống này cũng đi từ mình khảo sát những cái khó khăn của đúng các rồi. Chuyên viên tư vấn nè, các wedding planner mà ra. Thì mong rằng là sau khi mà gặp gỡ trực tiếp ở trên sân khấu này á, bạn Hoàng Ngân sẽ còn có nhiều câu hỏi thực tế đặt ra để bạn gỡ những cái nút thắt ở trong lòng bạn với vai trò là người đã tham gia tình huống này. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ lao trong ít phút trước khi đến với phần gặp mặt với bạn Hoàng Ngân ạ. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Một Giờ Hoán Đổi. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với hành trình kết nối. Sau một giờ thử thách thì chúng ta thấy rằng là quả thật Hoàng Ngân cũng khá là bình tĩnh rồi. Nhưng thực tế thì không biết trong đầu cổ có nhảy số hay không, hoặc là có căng thẳng hay không. Chúng ta hãy cùng đến với cuộc trò chuyện thân mật để các bên có thể ngồi lại và chia sẻ với nhau về những thuận lợi và khó khăn của nghề tổ chức tiệc cưới nhé. Xin mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ Hoàng Ngân. Dạ. Xin chào Ngân. Dạ, đây là tiến sĩ Tân Nhi A và đây là anh Vũ Phi Điệp. Anh ấy làm tổ chức tiệc cưới chuyên nghiệp. Không, chị muốn hỏi là sao em rời khỏi cái tình huống hồi nãy, cảm giác là sao em? Nếu như đó không phải là khách hàng mà đó chỉ là một người bạn. Ừ. Một cái người bạn của mình họ tới họ kêu ê Ngân tư vấn đi, cái tiệc cưới của tôi là tôi muốn thế, nhưng mà cái giá phải như vậy nha bà. Và vì mình không phải là người cung ứng dịch vụ, mình chỉ là cái người góp ý, lắng nghe và đưa ra ý kiến thôi. Lúc đó em sẽ nói gì với bạn em? Nếu mà bạn em mà nói như vậy em hỏi mày khùng hả? Thấy chưa, tính ra cũng có tố chất của nghề. Đúng, tại vì hồi nãy bà gồng lắm, rất là vâng ạ, chuyên nghiệp. Dạ bác, ba triệu. Dạ bác, dạ sao bác, dạ không ạ, bác, dạ bia không miễn phí nha bác đó. Chứ gặp bạn là tới công chuyện đó, mà bạn là tới công chuyện liền. Dạ không thể phi lý vậy được hết. Dạ vậy mà chuyên gia đây, người anh Điệp nói là cái đó chưa phi lý đâu. Ở ngoài đời thật thường xuyên có những chuyện đó luôn. Thí dụ mình đã chốt là 3 triệu mọi thứ ok hết rồi, sau đó vẫn bảo là ô hồi nãy nói 1 triệu phải không? Đúng không? Có tặng thêm cái này không? Tặng thêm cái kia không? Phải không anh? Nói chung là cái chuyện đấy bình thường thôi mà. Dạ. Đối với anh thì bây giờ đến làm đến bây giờ thì mọi những cái chuyện như thế mình thấy là nó hoàn toàn bình thường. Dạ, nhưng mà anh thấy Hoàng Ngân giải quyết có tốt chất không? Rất là có tiềm năng không? Nói chung là anh thấy là như em là làm dịch vụ là ok đấy. Dạ. Bất cứ cái ngành nào thì đều ok, chứ không cứ là ngành cưới đâu. Dạ. Tại vì ngành dịch vụ nói chung thì có những cái tiêu chuẩn mà đầu tiên là biết lắng nghe và cái cách mà nói chuyện với khách hàng làm sao cho người ta cảm thấy dễ chịu. Kể cả là người ta không hài lòng đi thì người ta cũng không có cớ để mà người ta trách phạt mình hoặc là người ta căng thẳng với mình. Thì anh nghĩ là em có những cái tố chất đấy. Dạ. Nhưng mà cho em hỏi là cái lúc hồi nãy anh cũng có xem rồi đó, là có khi nào anh gặp một cái trường hợp mà trả giá đến 90% vậy không? À không, cái chuyện đấy thì tất nhiên là mình đã hiểu đấy là cái chuyện nó cường điệu lên thôi mà. Chứ còn nếu mà đến mức như thế thì anh nghĩ là cũng không có ai để mà
gọi là bình thường đi mà vào mà đi trả giá như thế cả, đúng không? Đấy, nó giống như câu chuyện là anh nói là tiền nào của nấy ấy. Ừ. Thì trong cái việc mà du di 10-15% ấy, thật ra mọi người cũng hiểu là thật ra chả có bớt với kiểu khuyến mãi hay gì cả. Ừ. Mà thật ra là khi mà bạn muốn bớt tiền đi, đúng không, rõ ràng khi mà bạn trả 100, đủ 100 đồng, đúng không, và khi bạn chỉ muốn trả là 90 đồng hoặc là 85 đồng thôi, thì tất nhiên là cái mà bạn nhận lại nó cũng chỉ tương xứng như thế thôi. Thật ra là người ta bảo là chỉ có người mua hàng nhầm thôi chứ người bán đâu có nhầm. À, đúng không? Tức là không có táo loại 1 mà táo loại 2, loại 3, nhưng cũng giống vậy. Thì thật ra là nếu mà phải làm để mà giảm bớt như thế ấy, nó cũng, thật ra nó cũng có. Ừ. Nhưng mà cái trường hợp đấy phần nhiều sẽ dành cho những cái gọi là dành cho đối tác. Yeah. Tức là người ta sẽ có những cái đối tác ruột. Nó phải là câu chuyện chiến lược. Đấy. Phải là câu chuyện về đường dài, bỏ ăn tép bắt ăn tôm. Ây chà. Có nghĩa là tại thời điểm đó thật sự là nó rơi vào đúng cái trường hợp là có lỗ thiệt. Hoặc là về vốn lỗ giác không. Nhưng mà nó sẽ không phải là những cái có thể bù đắp được như một cái kiểu giảm giá bình thường. Nhưng người ta vẫn quyết định làm để làm chi, bởi vì sau cái sự kiện này tôi còn 8 cái sự kiện nữa. Đúng rồi. Câu chuyện nó rất là khác, đúng không? Giống như bạn em cũng làm wedding planner đó mọi người. Xong rồi bạn em bảo là có đợt đó hỗ trợ cho các anh chị nghệ sĩ làm một cái vườn hoa rất là đẹp trong cái lễ gia tiên. Sau khi mà cái bộ hình nó lên á, trời ơi, trên biết hôn hả chị, có đến 30% doanh số được tăng lên khi mà chạy quảng cáo. Và em nghĩ rằng á, giống như chuyện mình hạ giá, thật là cũng chính là một cách để mình đi đường dài. À, ví dụ như mà bác sĩ thì sẽ có tai nghe đúng không anh? Và ví dụ như cái ngành của anh á thì cái thiết bị đặc biệt không ạ? Công cụ lao động. Dạ, công cụ lao động. Nhà mời anh sổ. Anh thì nếu mà nói về anh ấy thì tại vì anh đứng trên cái cương vị là wedding planner và là designer luôn. Ừ. Tức là người thiết kế ra các cái tiệc cưới luôn, trang trí. Dạ. Thì cái mà gắn liền với anh nhất thì chắc là cái bộ máy tính, cái laptop và con chuột đấy là cái mà anh đi đâu anh cũng phải mang theo. Thì bất cứ một cái vấn đề gì đấy mà phát sinh mà có cần phải chỉnh sửa, làm file, thay đổi gì đấy thì mình sẵn sàng mình có thể làm ngay. Thực ra là từ cái câu hỏi của Ngân á thì nó giải quyết cho một cái vấn đề mà hồi nãy Điệp có chia sẻ, không biết Trinh có nhớ không, đó là bạn đó nói là cái sản phẩm của bạn nó khó thuyết phục người ta bởi vì nó không có được cái sự hình dung. Tôi mua cái áo tôi sờ được, tôi mua cái túi tôi sờ được, tôi mua đôi giày tôi thử vào được, nhưng tôi đang sử dụng một cái dịch vụ phi vật chất. Như vậy thì ủa thì nó làm sao? Làm sao tôi tự tin là tôi bỏ ra 500-600 triệu để tôi làm một cái lễ mà cái lễ đó nó chưa tới thì tôi đâu biết nó diễn biến như thế nào. Có hình mà chị, em nghĩ là mình xem hình, xem clip lại được mà. Chính xác. Và đó là một trong những cái chị nghĩ rằng nó không chỉ đơn thuần là một cái dạng là em có cái này cho chị coi có, mà nó trở thành một tiêu chuẩn công việc. Yeah. Thực ra các bạn phải có, hồi xưa thì gọi là catalog, cái thời mà mình bé mình hay nghe từ catalog nó quen không? Cái file, CV. Còn bây giờ là nó là toàn bộ những cái data, những cái dữ liệu về những sự kiện mà tôi đã làm. Thậm chí là sau này chúng ta phải nghiệm thu trên đúng những cái hình ảnh mà mình đã trưng bày ngay từ đầu. Vậy thì chúng ta vật chất hóa những cái thuộc về phi vật chất. Chị nghĩ đó là một sự an toàn khi làm nghề. Khỏi phải cãi lộn, khỏi phải... Nhớ có một lần mình làm về make up cô dâu không? Dạ. Thì đó, ban đầu gửi hình sao, cái style cô dâu nào, nữ hoàng Ai Cập hay là coi như là long lanh sương mai, đồ các kiểu thì đấy, mặt họa rồi. Đúng, không bàn cãi nữa. Dạ. Thì chị nghĩ đây cũng là một dạng như vậy. Thú vị quá. Vậy từ câu hỏi của chị Tô Nha em cũng thắc mắc là vậy hẳn những người đi tư vấn hoặc cả những người mà lãnh đạo của công ty liên quan đến wedding planner mà cái phần hình ảnh và dữ liệu nó rất quan trọng như vậy, hẳn họ cũng phải biết thiết kế, biết vẽ, biết sử dụng những cái công cụ để mà trưng trổ về cái phần nhìn đúng không ạ? Thì những cái bạn chủ gọi là chủ thương hiệu cưới đi, rồi wedding planner, rồi là thật ra cái wedding planner nó là một cái khái niệm mà không phải ai làm nghề tổ chức tiệc cưới cũng là wedding planner đâu. Thật ra thì nó là cái bao trùm rộng hơn. Ở những cái mà truyền thống như ngày xưa đến trước giờ ấy, mọi người vẫn đi đặt tiệc cưới ấy, để làm lễ gia tiên rồi làm một cái tiệc cưới bình thường ấy, không quá cầu kỳ ấy, thì nó không hẳn là wedding planner đâu, mà nó gọi là giống như gọi là wedding decor, tức là người trang trí tiệc cưới thôi. Tức là chỉ đơn thuần em đến em bảo là đấy, em muốn trang trí cái cổng hoa, em muốn trang trí cái bàn hai họ, cái bàn gia tiên. Đấy, nó chỉ gọi là đơn thuần là trang trí thôi. Wedding planner là phải cover hết, nó cover phải hết, bao hết từ cái đoạn mà đôi trẻ đến với nhau. Đấy. Ôi, hay đến quá. Cái đoạn mà đôi trẻ về chung một nhà. Ngân có đỡ căng thẳng với nghề chưa? Thấy mấy cái nút thắt về cái chuyện tiền bạc thật ra Trinh cũng thấy hơi sót khi mà cái thử thách một giờ của em. Sau thử thách đó thì đúng thật là bất hợp lý thật, nhưng mà cứ xin thêm nhiều quá thì cái chất lượng bữa ăn á, cái chất lượng bàn tiệc nó sẽ bị giảm đi. Nhưng mà người ta cứ đòi như thế thì mình cứ phải chiều lòng thôi. Nhưng mà em nghĩ là sau cái lần hoán đổi này thì sau này em đi đặt tiệc cưới thì em sẽ không có như cái tình huống đó. Nhưng mà em nói thiệt không phải bình chứ, em thấy có nhiều wedding planner dễ thương lắm. Có nghĩa là mình bảo là cho tôi đặt ở đây là 4 cái tách
ha. Nhưng mà lúc mà ra đó họ còn cho thêm cái đế lót, xong họ gắn thêm cái hoa trên cái tách nữa. Họ nói là tụi em thấy cái tách nó sương sương quá, tụi em muốn làm cho cái chị đẹp hơn nên tụi em có thêm cái này cái kia, thì chị có thích cái này không? Tụi em thấy là còn dư thêm gói tiền, là tụi em còn tổ chức thêm một cái anh chụp ảnh và quay phim thêm mà chị, dù chị không có đặt, tụi em cũng muốn thêm cái này cho chị, có hài lòng không? Thì mình thấy là đôi khi họ không phải là tính toán đâu. Chị nghĩ là trong thâm tâm của Hoàng Ngân, lúc mà ngồi nghe người ta nói chuyện á, cái điều quan trọng nhất không phải là ký được cái hợp đồng, lấy được cái tiền cọc đâu, mà là làm sao mình làm được cái việc này thật là hoàn hảo ta, để mà họ hài lòng ta. Vậy thì mình làm sao để mà sử dụng tốt cái gói tiền này ta? Những cái người mà wedding planner chân chính thì họ luôn phải nghĩ như vậy, đúng không anh? Đúng rồi. Thật ra em nói cái đấy hoàn toàn đúng luôn đấy. Tại vì thật ra nếu mà nói chính xác nha, nghề tiệc cưới này ấy, nếu mà nhìn bề ngoài ấy, thì mọi người sẽ thấy rất là hào nhoáng. Thứ hai nữa là ví dụ nếu mà kể cả bạn bè anh đi, hoặc là những người quen của anh, nếu mà cứ nhìn trên Facebook, cứ nhìn trên cái công việc, những cái gì mình show ra ấy, thì mọi người sẽ nghĩ là có khi mình cũng nghĩ là mình cũng kiếm được lắm. Và mình cũng, tại vì thứ nhất là toàn làm những cái đám cưới rất là to nhá, hoành tráng, toàn ở khách sạn 5 sao hoặc là resort, hoặc là những cái chỗ ví dụ kể cả nhà riêng của khách đi thì cũng như một cái biệt thự gọi là rộng khủng khiếp luôn. Thế nhưng mà mọi người sẽ không biết là ví dụ cái mặt tối hoặc là cái mặt trái của cái nghề này. Nhưng mà đối với cái nghề người làm nghề cưới nói chung ấy, thì năm nào cũng có một mùa giữa năm đấy. Ít có đám cưới cái mùa mà tháng 7 gọi là mùa mưa đấy, mùa ngâu đấy. Cái mùa ngâu ai mà đi làm đám cưới. Vậy là cái mùa đó mình ở nhà, mình rảnh quá mình không làm gì hết, hay là mình có kế hoạch khác? Em cái mùa đấy thì không cưới thì còn biết làm gì. Nhưng mà thật ra là nói vui vậy thôi, chứ gần thật ra là như anh ấy mà nói ấy, thì thật ra là chỉ có mấy năm đầu hồi mới làm thôi. Gọi là chưa có kinh nghiệm thì những mùa đấy đúng là ngồi chơi thật. Ngồi chơi xơi nước và bắt đầu mang đồ ra để gọi là lau rửa đánh bóng. Về sau thì tất nhiên mình có kinh nghiệm. Cái thời gian đấy là để mình nghiên cứu và phát triển. Đấy. Anh này, đấy. Em nói thiệt nha, trên góc nhìn của em nha, em nghĩ là không đến nỗi mà phải phí nhân sự vậy đâu. Hoàng Ngân mà vô trong công ty của ảnh đó nha, thời gian đó mình không làm được tiệc cưới thì mình chuyển qua làm cái team của mình mạnh quá mà, cái nhóm mình mạnh quá mà, mình chỉ là online, hướng dẫn mở cái một workshop online rồi chị Tony A vô, đấy, xong đấy, rồi đấy. Tổ chức cũng kiếm tiền với các hãng hàng quảng cáo. Sao trên là nãy giờ tự nhiên trong đầu em nhảy số là em định làm một cái team. Đúng, wedding planner đó là em là không phải là wedding planner mà em nghĩ là cái đội đó họ đã giỏi xong rồi, họ linh động, họ chuyển qua một cái đội là media, họ làm truyền thông hoặc là họ tổ chức sự kiện nhỏ lẻ. Thay vì cưới mình sẽ không làm thôi nôi, mình làm thôi nôi, mình làm cái khác được phải không anh? Đúng rồi. Dạo này cưới ít nhưng mà đầy tháng với thôi nôi sẽ nhiều, tại vì đám trẻ vẫn dọn về ở chung sau khi làm lễ gia tiên mà. Đấy, tức là ý là những cái đấy là em đang chưa nói hết, tức là nó sẽ có rất nhiều thứ để mình có thể làm được. Lúc đầu là em tính hỏi là cái chuyện buồn nhất trong cái công việc của anh, nhưng mà bây giờ em có câu trả lời thôi. Cái đấy chỉ là cái chuyện mà ngày xưa hồi mới mình mới làm thôi. Thì mình vào cái chuyện đấy mình mới thấy là đấy, nó không phải là một tháng đâu nhá, mà cả trước đấy một tháng và sau đấy một tháng. 3 tháng. Nó phải đến tầm khoảng 3 tháng là cái thời điểm đấy nó rất ít việc. Thì em mới hiểu là nó mệt như nào. Yeah. Nhưng mà đến bây giờ thì tất nhiên là cái chuyện đấy nó là chuyện bình thường rồi. Đấy, nó sẽ có rất nhiều cách để mà mình làm, để mà mình lắp cái chỗ trống đấy và mình vẫn có thể có thu nhập. Tức là mình chuẩn bị trước cho cái mùa cưới sắp tới. Mình nghĩ ra các mẫu mã mình làm sẵn. Rồi thậm chí là mình có thể làm sản phẩm để mình bán cho các cái thương hiệu khác, những cái đơn vị ở tỉnh, hoặc là những cái người ta không nghĩ ra được và không làm được những cái sản phẩm như mình. Rồi là anh đi dạy. Anh dạy cho các cái đơn vị ở tỉnh, những cái đơn vị mà nhỏ lẻ, hoặc là cái tư duy người ta chưa thể bằng mình được. Đấy, thì có rất nhiều cái để có thể lấp cái khoảng trống đấy. Ngân có tò mò về cách xây dựng thương hiệu riêng của ảnh không? Không, không, em chưa biết là cái khúc nào buồn nhất á. Cái mà buồn đối với anh ấy, một người làm dịch vụ ấy, thật ra đấy, như vừa rồi anh đang nói dở câu chuyện, tức là đối với người làm nghề cưới ấy, cái yêu nghề ấy, với cả cái tâm huyết với nghề ấy, cái việc mà đứng sau cánh gà xong rồi cái thời điểm nhìn thấy cô dâu chú rể được sướng tên lên gọi là hôn nhau, trao nhẫn cưới rồi cắt bánh rót rượu, cái thời điểm đấy đấy là cái hạnh phúc nhất. Còn cái buồn nhất, cái buồn nhất là nhiều khi là sau đấy, là sau khi tất cả những cái gì tâm huyết mình bỏ ra, sau khi tất cả những cái mà mình cố gắng hết lòng cho khách hàng, đến thời điểm đấy xong nhá, xong hết nhá, vẫn vui vẻ, vẫn tay bắt mặt mừng, vẫn niềm nở, mình cảm thấy là mọi thứ nó trọn vẹn rồi, hoàn hảo rồi, 100% rồi. Đến cái ngày trả tiền, người ta quay ra người ta bảo em ơi chị không hài lòng thế này, mặt người ta nghiêm khắc lại này, em ơi chị thế này, em ơi lọc chị thế kia, rồi lật kèo giảm giá. Nó thật ra là lúc đấy thật ra nó giống như kiểu nó vỡ tan trong lòng ấy. Đấy, nếu anh nói có thể thật sự cái cảm giác mà mình cảm thấy. Mà cảm giác của anh thật sự là do người ta không hài lòng thật, vì mình cũng kiểm lại mình thấy có vài điểm mình tim mình sai sót thật, hay là do người thật ta không giảm giá. Nếu cái gì mình không hài lòng mình biết chứ, làm sao mình không biết? Là tiêu chuẩn của riêng mình, đúng mình không? Biết mình chứ, biết đúng chứ. Không? Nếu mà để nói những cái mà mình biết mà khách hàng không biết ấy, nó có rất nhiều. Ví dụ anh nói một cái bình hoa này thôi, cắm một cái bình hoa này thôi, để mà con mắt nhà làm nghề của anh ấy với một người bình thường ấy nó sẽ khác hẳn nhau. Anh sẽ nhìn thấy cái gì anh thấy không được và cái gì được chứ. Hiểu. Đấy, cho nên những cái gì mà anh không nói ra ấy, người ta cũng không bao giờ người ta biết được luôn.
Dạ, nhưng đấy, mà người ta đã nghiêm khắc như thế có nghĩa là người ta đang cố tình vạch lá tìm đấy, sâu. Tôi cảm thấy nó mệt mỏi. Rồi anh giải quyết làm sao là cái anh bảo là vâng ạ, vì tụi em không làm chị hài là 100% nên tụi em quyết định là sẽ chiết khấu hay là gì không, hay là cái chuyện đấy em nói hoàn toàn bình thường mà nó là một phần dịch vụ thôi. Thì mình sẽ nương theo cái câu chuyện đấy và mình xem là người ta đang không hài lòng ở điểm gì để mình giải quyết và mình gỡ thôi. Chứ còn thật ra thì bọn anh là người làm dịch vụ, thật ra phần nào đấy ấy, nếu mà nói không hơi quá nó cũng là một gọi là một người giống như kiểu là chuyên gia tâm lý ấy. Tức là khi mà mình ngồi với khách hàng mình nó đúng gọi là đọc vị khách hàng ấy, mình nghe cái câu của người ta nói ấy, mình đã phải phiên dịch ra rồi. Xong một cái tiệc cưới và người ta tay bắt mặt mừng với mình rồi ấy, thì mình đã hiểu là cái tiệc cưới của mình nó đã hoàn thành được phải đến 90% rồi. Thế nhưng mà khi người ta bắt đầu phân tích, người ta bóc lỗi ra thì mình bắt đầu phiên dịch là đấy là bắt đầu muốn giảm giá gì đây? Người ta muốn giảm giá hay là người ta muốn gì đấy, đúng không? Hoặc là có thể là thậm chí là nhiều khi là mình sẽ biết là không phải là người ta muốn giảm giá đâu. Nhưng có thể là sau khi một cái tiệc diễn ra ấy, vì họ hàng, vì một người hàng xóm đấy, hoặc là chỉ đơn thuần một người thậm chí không liên quan gì luôn, nhưng người ta sau khi người ta gặp, người ta thở một câu, người ta bảo chê một cái điểm gì đấy, thì bây giờ biết thế làm thế nào? Mà bây giờ anh nói với em làm thế nào để em hài lòng 100% tất cả những người tham gia cái tiệc cưới đấy của nhưng em? Nhưng nếu như vậy không thì có luôn. Trường hợp này không? Bởi vì em lỡ nói với cái việc em đọc vị khách hàng rồi. Thế thì thực ra cũng sẽ có nhiều khách hàng và có nhiều nhóm nhu cầu khác nhau. Thế thì có cái em đã gặp được cái khách hàng nào mà vẫn là cái câu chuyện phàn nàn? Vẫn là cái việc rằng em ơi có 4-5 điểm vậy nè mà chị thấy không có ổn. Nhưng em đọc được họ ở một cái tâm ý rất là khác, là họ muốn cho dịch vụ của em tốt hơn. Cái đấy nhiều chứ chị. Chị nói đúng luôn mà. Tại vì thật ra là cái chuyện ấy, như em nói ấy, vì mình làm dịch vụ đủ nhiều và mình tiếp xúc với đủ nhiều khách hàng ấy, thì cái việc ai góp ý thật, ai thực sự muốn mình tốt lên thì mình biết chứ. Còn cái người mà muốn để giảm, hoặc là người ta cứ nói đi, còn cái việc người ta có được tí nào hay không thì hay tí đấy. Thế sau khi Hoàng Ngân nghe hết tất cả những tâm sự, những nỗi đau, những niềm vui nè và những bí quyết của nghề wedding planner, là cái nghề tổ chức tiệc cưới á, thì Ngân cảm thấy như thế nào? Có khác với Ngân lúc bước vào trong chương trình không? Dạ không ạ, lúc đầu thì em nghĩ người ta vẽ ra nhiều thứ để kiếm tiền. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà sau đó thì em thấy anh chia sẻ là tất cả các khâu phải tất cả rất nhiều người chứ không phải một người, đúng không anh? Đúng. Thì cái đó là sự cố gắng của rất nhiều người nên mình cảm thấy là không, cái đó hợp lý. Nếu mà mình muốn đẹp thì mình trả tiền nhiều, còn nếu mình muốn đơn giản thì mình trả tiền thấp xuống tí. Cái này được gọi đơn chung quy 4 chữ là hợp tác vui vẻ. Nếu mà cảm thấy phù hợp thì mình bắt tay. Dạ, và tất cả mọi người đều đổ công đổ sức mà, đúng không? Dạ, nên đúng là rồi. Mong rằng là chúng ta sẽ có cái nhìn bao dung nè, tử tế và tinh tế hơn với những ngành dịch vụ đặc biệt, ví dụ như wedding planner cho một cái ngày đặc biệt trọng đại của đời mình. Và ngày hôm nay thì với một câu chuyện đơn giản thế này thì không biết là chị Tô Nha sẽ chốt hạ điều gì cho mọi người nào? Chị thì chị thấy rằng là cái sự thấu cảm về con người á, nó quan trọng đối với nghề này. Mặc dù nãy giờ trong toàn bộ câu chuyện á, các bạn sẽ thấy yếu tố kỹ thuật nó can thiệp rất là nhiều, ví dụ như là quy trình các bước, rồi những cái chi tiết nó được mã hóa bằng tiền, nó được mã hóa bằng phí dịch vụ. Nhưng mà thực sự cái căn bản trong cái câu chuyện của cái nghề này đó là sự thấu cảm. Bởi vì chúng ta đang làm tiệc cưới. Đang làm tiệc cưới có nghĩa là nó là một cái dịp vui, nó không chỉ đơn giản đó là một cái lễ hội kinh tế, mà nó là đôi trẻ về chung nhà. Và cái gọi là cái niềm vui nỗi buồn và những cái tiểu tiết khi mà chúng ta làm cái nghề này, nó sẽ là một cái yếu tố rất là đắc lợi luôn á. Cái tiểu tiết đó đôi khi bạn nó rơi đúng lúc là bạn sẽ làm cho nhà gái hoặc là nhà trai cảm thấy được an ủi vô cùng tận. Dạ. Cho nên chị nghĩ rằng là sau toàn bộ câu chuyện mà nếu như bạn trẻ nào cảm thấy hứng thú về nghề này, mà chị nghĩ nghề này nó có một cái tiềm năng rất là lớn á, khi mà chúng ta chuyên nghiệp hóa tất cả mọi thứ trong cuộc sống thì cuộc sống của mình nó tốt hơn, thì các bạn phải lưu ý rằng là cái lòng trắc ẩn của các bạn nó sẽ là một cái yếu tố rất là đặc biệt nếu như các bạn đi theo cái nghề này. Dạ. Cảm ơn tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A và xin cảm ơn anh Vũ Phi Điệp đã rất là hồ hởi nè, đôi khi cũng hơi đau khi nói về kỷ niệm xưa nhưng mà phải nói ra người ta mới hiểu mình thêm, người ta mới thấy được sự khó khăn ở trong nghề và những giọt mồ hôi đã đổ ra mà không ai biết, mà không ai trân trọng hết. Và cảm ơn Hoàng Ngân rất là nhiều vì đã có thể thay đổi chiếc giày của mình, bước vào trong câu chuyện của wedding planner và hiểu thêm. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi với chủ đề tổ chức tiệc cưới đến đây xin phép được khép lại và mong rằng quý vị sẽ dành được nhiều những thiện cảm cho ngày này, và nếu mà ai yêu thích ngày này mình sẽ đầu tư hơn và mình biết chút xíu về thiết kế, chút xíu về truyền thông, một chút xíu về tâm lý nữa thì quá tuyệt vời rồi. Thưa quý vị, chương trình Một Giờ Hoán Đổi đến đây xin được phép khép lại. Chương trình được phát sóng lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9 do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện với sự đồng hành tài trợ của nhãn hàng Vali, ba lô, túi sách cao cấp Sacos.
Mong rằng sẽ nhận được thật nhiều tình yêu thương của quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau khi tham gia một giờ hoán đổi thì mình thấy là cái công việc tổ chức tiệc cưới không hề đơn giản một tí nào. Ví dụ như cái gia đình hồi nãy thì đòi ăn nho 9 triệu nhưng chị muốn trả tiền bàn tiệc có 3 triệu à. Bất hợp lý như vậy mà cũng đòi hỏi được luôn á. Cảm ơn các bạn làm tổ chức tiệc cưới. Và mình đã thấu hiểu được là các bạn làm tổ chức tiệc cưới rất là khó khăn. Không chỉ nỗ lực của một người mà là nỗ lực của cả tập thể. Cảm ơn chương trình Một Giờ Hoán Đổi đã cho em cảm giác được hoán đổi một công việc mới và thấu hiểu hơn những người tổ chức tiệc cưới.